Ok teacher. Vừa nãy là con bị la. Okay, in the we will draw the missing picture. Okay. Yes. Rồi, ở đây cô sẽ có những bức tranh còn thiếu. Con có thấy những bức tranh đó còn thiếu không? Những cái ô trống này Dạ này còn không? có. You will draw the picture. Yes. Did you like drawing? Yes. Can you read what it is? It's a cat. It's a coat. A cow. Nó là một cái gì bạn thấy rồi đúng không nè? Là một cái áo khoác. Đúng rồi, một áo khoác. Cô có từ coat. And you will draw coat. Okay, let's draw Con vẽ vào không này à cô? the picture. Đúng rồi con. Cái không này là để dành cho bạn vẽ. Let's draw pose. That's nice picture. Thank you. Bà Sư Sam muốn vẽ thêm một đám mây nữa hả? Okay. Okay, that's beautiful. Thank you. What is this? In the next picture, can you see what is the weather like? In the next picture, please. Can you read? Wind. The wind. How is the weather like? How is the weather like? Thời tiết thì như thế nào con nhỉ? Là gió. Có gió thì mình sẽ trả lời cô như thế nào nhỉ? It's windy. It's windy. Good. And which animal is it? Is kangaroo. Kangaroo. Thank you. And you will draw rain. Is it raining? Is it raining? Okay, let's draw the picture. Okay, I can help you. Okay, thank you. Okay. In the next picture, what can you see? I can see a bat. A bat. And what is this? A skull. A scarf. And you will draw the moon. Let's draw the moon.
Draw the moon. Oh, very nice. Thank you. This is the end of the lesson today. Thank you for enjoying. Rồi, bài học hôm nay đến đây là hết giờ rồi nè con. Cảm ơn bạn Susan hôm nay. Rồi, những bức tranh bạn Susan vẽ rất là đẹp luôn. Rồi, cô sẽ gửi bài tập về nhà cho bạn Susan và tuần tới mình sẽ học tiếp theo của cái phần này, được không nè? Yes. Goodbye Susan, see you Goodbye, teacher. later. See you next week. See you.